các bạn. Em quay một cái sùm sùm, quê mà gọi là sùm sùm mà ở quê bạn không biết, các bạn nơi khác không biết gọi là cái gì. Bạn thấy nhà ông Bảy mình, bà con cũng uống hai con chim. Bạn nhìn thấy nha, hai con chim này. Là một con rồi, này hai con, này to. Ông này ông mình khéo tay thiệt. Ông mềm này nó 90 mấy tuổi rồi, bà thì 89. Thích một vườn, có một vườn cây như này, và thấy hàng chim này đẹp quá, quay lại cho các bạn xem chim nướng. Là cái mai các bạn. Đây, cao không mét, mét 2. Rộng cánh nó, bề cánh nó dang ra con được mét. Cái màu này. Màu đâu vậy? Này một đôi chim. Nên cái cảnh khác. Quay các bạn xem. Này bông gì? Bông gì mình không chẳng biết. Này là gà. Con nuôi các bạn. Là gì? Ông mua về nuôi. Quay lại một lần nữa cho các bạn xem nhé. Quay tận rõ nét hơn. Xa rồi, thật xa rồi. Nhìn nó thấy giống chim không? Chim hay gà hay là gì đó thì các bạn suy nghĩ. Đây con mái. Có cái màu giống như con này. Đây có cái màu. Đâu có cái màu không? Con này đâu có cái màu. Còn đây là các bạn. Nhà ông mình còn cái một cái khế, quay luôn cho các bạn xem. Để mình không thấy. Quay bên trái, bên trái. Nè. Các bạn xem nha. Ồ, cái khế đó. Các bạn thấy không? Cái khế chua. Chua chua ngọt ngọt. Bạn có biết là câu thơ là quê hương là chùm cái ngọt để con chúng tối đi về. Cái là thấy bạn ơi, chua lét lơ luôn, ngọt chấm với muối là nhất bài nhất nách. Cái này là có nấu lẩu thôi chứ nhất. Rồi cái cây nữa bạn, cây để tầm đường kính có 20 thôi. Trái xum xê, quay bài xem đó. Đó các bạn, ở chim ngưỡng. Khế ngày nay bữa nay người ta mua cây làm cảnh đắt lắm các bạn ơi. Cây mà cái nu 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 mà đẹp đẹp đó là con mua con cao gì cao tiền lắm. Cũng ngọt chứ. Ngọt không? Không có nở chua. Ngon không? Wow, cái này ngọt các bạn, ngon. Ăn đi bạn, ăn đi bạn. Chua quá. Cái đó trúng cái hư rồi, chứ có khác là cái chắc ngọt lắm á. Quá chua. Cho muối rồi, cho muối ớt. Chua, chua ngọt quá không? Cái này ngọt nè. Cái này ngon. Thơm lắm, thơm lắm, thơm mùi khế. Vậy mới là khế chứ. Đây kia là cái dừa. Wow, trái xung xê luôn. Thấy dừa không? Dừa đó, dừa già rồi. Nhiều khi hái khế không chú ý là nó rụng bể đầu như trời rồi. Để coi mình coi có cây nào đẹp đẹp mà lạ lạ mình qua cho các bạn xem nhé. Còn có chắc mình cũng dừng video tại đây. Xin chào các bạn.